Lớn em xin đem lại trở lại với Shiro Win Shiro từ Jimmy. Đúng với video này được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại web Pirate King 999.com. Rồi thì là như thế này, nói chung thì nếu anh em không quên thì đợt trước thì mình có nói về cái Koye là giúp hỗ trợ lên cấp 100 nha anh em, nhưng mà mình nhận thì lại không được. Và anh em có nói là anh em có comment cho mình biết là server mở 3 ngày xong thì mới nhận được. Thì hôm nay mình đã vào thử và nhận được. Xem có được hay không. Thì như thế đây, hiện tại mình đang cấp 11. Đây. Cấp 11 nha anh em. Và mình vừa nhận xong cái Koye thì nó đã kêu nhận thành công, sau đó thì kết nối sẽ bị ngắt và cần đăng nhập lại. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập lại thử xem sao nha. Rồi ok. Đây là web Pirate King 999.com và server 2 Nami. Server được khai mở vào ngày 8 tháng 3. Thì hiện tại là mình có nạp cho đây 4 triệu, sau đó mình đổi sang vàng và nhận full phản hồi và mình đua top. Cho nên là hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái series này. Ok, hiện tại là ui cấp độ 100 thiệt rồi anh em, nhưng mà còn dư cấp 11 đâu rồi ta? What the hell? Adu. Adu. Là sao ta? À, như thường lệ thì gọi là chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình là được. Nói chung nhớ like, ấn vào đăng ký kênh, subscribe ủng hộ cho mình. Rồi, nhận full cái này luôn. Và online chúng ta có thể nâng cấp nè anh em. Đấy, nhận xong rồi mình nâng cấp nè. Rồi mình lại nhận tiếp nè, sau đó mình lại nâng cấp tiếp. Rồi lại nhận nữa nè. Đấy, rồi xong vậy thôi. Nhận được lời thêm 3 lần đúng không anh em? Rồi móc phản hồi thì mình nhận hết rồi. Người ta thì có một bạn đang chat với mình. Bạn Hưng Cute cấp bao nhiêu rồi bạn? Cấp 102 là chiến 200k hả? Ghê vậy. Ghê vậy chơi. Anh đang làm clip hả? Thì chắc là mình sẽ trả lời cho anh em. Nếu không bạn ấy lại nói mình chảnh chọe không chịu trả lời. Đúng rồi em. Cho em lên TV luôn anh. He he. Rồi thì nói chung là hiện tại phản hồi mình đã nhận hết rồi cho anh em. À đù. Mình quên nói với anh em là nhấp vô đây là sẽ bị mất kết nối. Trời ơi. Mình nhớ là mình đã nói cho anh em rút kinh nghiệm rồi mà cuối cùng mình level cuối cùng mình lại vẫn tiếp tục bị dính là sao nhỉ? Khá là đau đớn thiệt chứ. Toàn thật sự ông giáo ơi. Đây là hình ảnh của 568 đợt trước thì phải. Hình ảnh lúc mà mới cập nhật râu đen đúng không? Còn hiện tại thì 568 đã cập nhật hình mới rồi. Hình ở Wano. Cho mình nhớ không nhầm là hình ở Wano đúng không? Ok thì phản hồi mình đã nhận hết rồi cho nên giờ cũng không còn gì để cày thiệt luôn ấy. Giờ chỉ nếu mà nói về cày thì chắc là mình chỉ có đổi thưởng thôi, cho nên hôm nay chắc là mình sẽ đổi thưởng đi. Cái gì đây? Rồi bạn ấy là chat với mình rồi thôi. Nói chung là cảm ơn bạn Hưng Cute rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Hưng Cute đã biết đến mình và chat cho mình cho có thêm phần vui vẻ. Rồi như vậy là mình lên cấp 100 xong thì mình sẽ lên được top 32 nè anh em. Top thì tại là cấp 130 rồi, cày ghê quá. Mình thua 30 cấp thì làm sao cày cho kịp ta? Hơi khó nha. Rồi ok. Kệ đi. Rồi hiện tại thì mình có khá là nhiều đồ nhưng mà mình chắc mình chỉ sử dụng những cái đồ nào nó hợp lý với mình thôi. Ví dụ như kiểu áo choàng vệ vương. À có thể trang bị chất quỷ rồi nhỉ. Đúng rồi, bây giờ có thể trang bị chất quỷ rồi nè. Rồi mình sẽ trang bị trái gì đây anh em? Cái lôi điệu và kết giới thì có thể ghép với nhau nè, cho nên là chắc bây giờ mình sẽ mang một cái trái phi thiên vào trước đi. Đấy, mang trái phi thiên vào trước đi anh em. Trái này là hiệu quả nổ ban đầu nha anh em. Tác dụng của nó là phiên bản nâng cấp của trái tinh lửa. Tức là trái tinh lửa là phiên bản nâng cấp của trái tri thức, mà trái này lại là nâng cấp, phiên bản nâng cấp của trái tinh lửa nữa, thì chắc chắn cái đem là rất là mạnh luôn. Rồi thì để xem coi. À, được Vegapunk sử dụng công thức đặc biệt chế tạo thành, mang đặc tính của trái quỷ 8 sao. Khi ra trận liền có 25 nổ. Trời ơi sướng chưa. Khi ra trận có 25 nổ liền, 25 nổ liền luôn. Cái này mở cần 100 chiếc đi magma, không biết mình có chiếc đi magma hay không nhờ. Đây mình có 50 nè anh em. 50 cái, một cái là 20, xin ra mình mở ra được hết là mình sẽ dẫn được khoảng 1000 hay sao á. Đúng không ta? 1000 chứ nhờ. Đúng rồi, 1000 còn gì nữa. Đâu rồi? Ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa đâu rồi anh em? Ủa nó nhảy nhót đâu rồi? À đây, 1003 luôn nè. Ui trời, 1003 luôn thì mở vi vu. Này cần cấp 50 mở luôn nha anh em. Rồi giờ chắc mình sẽ kết hợp hai trái kia lại. Đây là trái cường quá hả? Thuộc hiệu quả miễn dịch. À cái này là thuộc hiệu quả gì? Giảm sát thương và hiệu quả trả lại. Trời ơi hợp lý. Rồi chắc là mình sẽ ghép thử được ghép được hai trái kia không nha. Đây ghép trái nè. Ủa đây là ghép mà. Còn cái dung hợp là khác nữa.
Ủa, chất dung hợp mình không có đêm ơi, chưa có chất dung hợp. Ok, không có chất dung hợp rồi đêm ơi. Kiếm chất dung hợp ở đâu nhờ? Kiếm chất dung hợp ở đâu ta? Chất dung hợp à? Có đổi thưởng có, mình đổi miếng ấy. Này nó bị lỗi cái là mình kéo nó không liền được anh em, nó không có liền được. Mình kéo tới đâu là nó không đi theo nè. Mình phải thả chuột ra thì mới đi theo. Một cái bất tiện như thế. Mong là D sẽ sớm khắc phục được cái lỗi này nha. 230 trên 1 hả? Này phải kéo từ từ thôi anh em. Kéo từ từ thôi chứ giờ không biết làm sao. À, có một số cái bí kíp. Cái kíp Asura đồ anh em. Có cả danh ác quỷ nè. Ngọc Kỳ Lân hả? Ngọc Kỳ Lân hình như mình cũng có đúng không? À, đây là trứng rồng. Trứng rồng thì chúng ta đổi chủ yếu là lấy bếp rồng. Bếp rồng là bếp chính thì không cần nói rồi. Không có chất dung hợp rồi anh em ơi. Thôi, nếu mà không có chất dung hợp thì thôi, từ từ mình kiếm sau cũng được. Bây giờ hiện tại mình cứ mang tạm cho đi. Rồi, bây giờ mình chắc là mình sẽ mang cái trái này đi. Đây là trái cường hóa. Trái cường hóa này thuộc hiệu quả là miễn dịch. Thì miễn dịch thì có gì đâu. Hiện tại mới gấp độ cơ bắp này thì có ai đánh thì không chế đâu mà miễn dịch thì cho mất công trời. Đây là trái giảm sát thương. Đây là hiệu quả trả lại. Rồi mình sẽ mang cái lôi điểu vào nha. À, ngon chưa à? Cái này thì cần cấp bao nhiêu đây? Cần cấp 200 hả? Cấp 120 lận anh em ơi, cho nên mình chưa đủ rồi. Cái cường quá, cái lôi điểu này thì tác dụng của nó như sau. Bá chủ bầu trời, trái hệ Doan truyền thuyết. Hình thù là một loài chim to lớn với sấm sét bao quanh. Mỗi lần hành động hồi phục 5% sinh mệnh. Khi ra trận và đánh thường, đánh nổ có xác suất 10% hồi 50 nổ. Khi tiêu diệt mục tiêu, lập tức phục hồi sinh mệnh. Quá ghê. Trái này còn kinh dị với các bậc xanh lớn nữa anh em. Có thể các bậc xanh là bá chủ của biển khơi, thì cái này trái lôi điệu là bá chủ của bầu trời. Quá là ghê luôn anh em, kinh thiệt. Nó lại hợp lý. Chứ bây giờ ví dụ như cái ra cái trái cái cá lồng tông hay cá hay là cá đuối gì thì nó lại à, đụng hàng với các bậc xanh rồi. Cho nên bây giờ thôi, không chơi dưới nước nữa anh em. Chơi trên trời luôn, quá dữ. Một cái gì đây, chiêu gì đây? Mắt bồ câu hả? Ủa có vụ này nữa hả? Hết mắt diều hâu cho tới mắt bồ câu hả? À đu, chiêu này đâu ra vậy ta? Pháo kích à, gây sát thương mục tiêu. Này là mắt bồ câu gì đây? Mắt bồ câu đánh lén hả? Trời ơi, mắt bồ câu đánh lén luôn. Gây sát thương mục tiêu luôn. Ok. Này, mắt bồ câu, mắt diều hâu gì thì không ngờ cái này cũng có thiệt anh em ơi. Hồi xưa lúc mà mình mới biết tới tướng mắt diều hâu, mình có kêu chọc là mắt diều hâu, mắt bồ câu mà không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Đúng thiệt là có chữ mắt bồ câu đây luôn. Vãi thật. Không tin nổi. À, có 4 lần tặng miễn phí thì cứ tặng thôi anh em. Ngại dù không tặng. Thậm chí là bây giờ tốn vàng mình cũng có thể tặng luôn ấy chứ. VIP 3 mình huyết thêm 3 lần tặng nè. Rồi còn dư vàng tặng 10 lần nè. Một lần tốn dư vàng vậy ta. 20 vàng chứ mấy tặng đi anh em. Tặng nhiệt tình đi. Vàng mà đâu thiếu đâu mà. Ui phê phê phê. Đấy lưu ý là cái này anh em nên tặng hết cỡ nha. Rồi chúng ta tặng khi nào mà không còn nữa thôi. Rồi, bây giờ nói chung là mình mạnh rồi đó anh em. Mang hai trái quỷ với lại kia các kiểu vô. Là bây giờ là sát thương hơi bị kinh dị rồi đấy. Đánh thử cho anh em xem nè. Có gì đặc biệt không ta? Ui rồi ôi, nói chung là chưa có gì đặc biệt tại vì chưa có người mạnh để mình test. Bây giờ toàn mấy đứa yếu không mà đem cho nên không có test được. Đấy, cứ đàm cái chết rồi thì không có test được. Hơi chán. Đây là được sự trợ giúp của ông Ken à, nhưng mà thật ra mình đam chết hết được mà. Ui ông Ken đánh yếu quá nha. Ông Ken đánh còn một xíu máu kìa, chán kìa. Rồi có nổ rồi, có nổ thì chắc là chết. Ok, cảm ơn ông Ken. Cảm ơn ông Ken đã giúp cho mình một thằng. Có điều ông đam có được có 100 máu, mình đam tới gần K2 nè, mình rít lên K2 luôn rồi. Ui ông đánh nổ được có 4 xị anh em ơi, trong khi mình đánh thường K2 vãi thật, cấp 3 lần ổng. Thôi bỏ đi, Ken ở trong đây. Ken bây giờ lỗi thời hay sao hay là hết thời rồi sao mà yếu quá. Yếu hơn cả nhân vật chính của mình nữa, giờ mà bày đặt vô giúp đỡ nhân vật chính của mình. À, đi chiêu mộ Ken nè. Nhưng mà thôi kệ dù sao thì mình phải chiêu mộ thôi anh em. Rồi giờ mình bỏ ông thì hắc hồi ông sẽ tủi thân, ông tự kỷ nữa, mất công tội lắm. Mình là không muốn cái mình thì mình không có muốn các tầng lớp ở sau này bị tủi thân và tự kỷ, nhưng thôi cứ 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 chiêu mộ ông đi, cứ giúp đỡ ông đi, coi như là sự giúp đỡ của ông là vô hình là được. Ok, mở trận hình rồi nè, chúng ta sẽ cho Ken vào nha anh em. Lực chiến mình hiện tại là 20k. À đúng. Alo, đang bị dính cái này rồi, sao đưa vô?
Chết cha rồi em ơi. Không có đưa vô được. Ủa. Kéo vô không được nè anh em. Nhiều lúc kéo được mà lại thả mất ra. Khó quá này mời. Bắt đầu tới chương trình gọi là chương trình làm khó rồi đó. Có cách nào để vô được không ta? Không có cách nào vô được luôn em ơi. Cái này mình cũng biết là lỗi gì nữa. Có thể ra Google Chrome thì nó sẽ được ấy. Tại vì đây nè, bạn vui lòng không sử dụng trình duyệt cốc cốc để chơi game nè. Đầu lòng thiệt chứ, tính ra là nó khuyến cáo mình không nên chơi luôn ấy. Ok thôi bỏ đi, tạm thời thì cứ vậy đi. Cái này thì kéo vào là được, cái này vào cho kéo là được nha anh em. Tại vì cốc cốc thì nó không biết là bị cái lỗi gì mà không kéo được. Cái gì giống y chang Hải Tặc Việt hồi xưa luôn. Hải Tặc Việt nó cũng y chang vậy. Khuyến cáo là không nên dùng để chơi. Rồi giờ thôi vào túi đồ của mình đi. Kiếm mấy cái gì đặc biệt đó cho anh em xem. Hiện tại bét thì chưa mở chắc chắn rồi, phải đi phó bản. Đi tới khi nào mà có thì thôi. Đây là cái vest quý tộc thì sẽ mang được cho Ken nha. Đây mình sẽ mang cho Ken, ít rồi mình sẽ mang cho Ken. Này trang 6 hả? Áo choàng vệ vương thì mình dư khá là nhiều, thành ra là chắc là mình sẽ đổi lấy một cái gì đó nó quan trọng đi. Đây là cái gì đây? Thần thạch hả anh em? Thần thạch thì mình cũng chưa mang được cho nên là cứ từ từ cũng được. Mấy cái báu vật này mình cũng chưa mang được nè. Thôi thì cứ từ từ đi. Ngoài ra thì chúng ta có lực hoạt động. Viết chính viết phụ thì cũng chưa được. Chắc là mình sẽ bay mát. Chắc là mình sẽ dừng một thời gian để mình cày cấp trước. Sẽ cày cấp độ trước rồi sau đó mình sẽ quay trở lại sau. Ở đây mình có ba cái Prometheus nè anh em. Ngọn lửa lơ lửng ngoài biển khơi, không biết nguồn gốc từ đâu, thu thập ba ngọn lửa có thể hợp thành thiên hỏa Prometheus nè. Thiên hỏa Prometheus kết hợp với đền Dragon X sẽ tạo thành vực long. À, cái này thì chúng ta nếu mà các bạn sử nhấp chữ dùng ấy thì nó sẽ thành ngọn lửa Prometheus đúng không ta? Đó, rồi thành thiên hỏa Prometheus rồi nè anh em. Đấy, rất là đẹp. Khá ngầu luôn anh em. Thiên hỏa Prometheus nha anh em. Đấy, bây giờ anh em đổi thêm một quả trứng nữa là đủ. Cái đó thì các bạn có thể đổi ở trong hoạt động này. Nếu mà thích thì mình sẽ đổi luôn cho anh em xem cũng được. Chúng ta sẽ hy sinh đây, một con kỳ lân. À, ngoài bằng một Severus hỏa ngục. Để các bạn đổi lấy một quả trứng. Thì cái con Severus hỏa ngục này thì nó cũng là bét chính. Con vực long cũng là bét chính. Mà con vực long thì nó sẽ ngon hơn. Thành ra các bạn hy sinh thì cũng đáng thôi, không có gì hết. À, bây giờ mình sẽ đổi một quả trứng luôn cho anh em xem. À, sau khi đổi xong thì nó sẽ như thế này. Ủa, đây, đây, nó sẽ về chung một nhà anh em. Đấy, nó sẽ gộp chung với nhau. Đây là thiên quả Prometheus. Còn đây là cái ủa đâu mất tiêu rồi. Đây là trứng Dragon X, tức là trứng rồng. Đấy thì nếu mà bạn giờ các bạn nhấn chữ ghép thì sẽ lên con vực long, đơn giản vậy thôi. À, nhưng mà để khi nào đó, khi nào đủ cấp độ mở bét mình sẽ làm cho anh em xem. Thì tại mình có mail mới thì một số bạn kết bạn với mình. Đấy, khá là nhiều bạn kết bạn với mình luôn. À, cảm ơn. Ấy, quá trời luôn nè. Đấy. Rồi ok, cảm ơn anh em đã kết bạn với mình nha. Anh em theo dõi YouTube của mình thì nói chung là nhớ like video, subscribe đầy đủ cho mình ủng hộ mình nha. Rồi ok được rồi. Clip hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục khám phá những thứ mới mẻ. Và đặc biệt là mình cần phải đi phó bản nè. Chắc chắn là cần phải đi phó bản trước để mở những cái hoạt động. Mở full hoạt động. Full hoạt động rồi mới tính tiếp. Rồi được rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ ủng hộ mình nha. Rồi bye bye.